Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Mình chúng ta tiếp tục trong cái giờ để tìm kiếm mặt Chúa. Và đây trong Thi Thiên 23, chúng ta sẽ nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Trời cho chiên của Ngài, hay là cho những người thuộc riêng về Ngài. Và David trải nghiệm được điều này. Và ông nhận biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ ông. Bất cứ trong chúng ta người nào biết rằng Chúa là đấng chăn giữ mình và để Chúa chăn giữ mình, thì người đó sẽ chẳng thiếu thốn gì về thuộc thể cũng như thuộc linh. Vì Ngài là cha của chúng ta, Ngài rất là giàu có và Ngài không tiếc bất cứ một điều gì mà không ban cho chúng ta. Và Ngài ban cho chúng ta mọi sự trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy giao cái quyền chăn giữ cho Ngài. Vì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, mỗi người đều có những cái ý tưởng riêng để sống và có sự khôn ngoan riêng để quyết định. Cho nên nếu ngồi lại để kiểm tra lại suốt cái hành trình chúng ta theo Chúa đó, chúng ta sẽ nhận biết được bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của chúng ta tin cậy Ngài, phó thác cho Ngài. Và đây ông David, ông tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng coi những cái lúc mà ông không tin cậy Chúa đó, ông vi phạm những lỗi lầm rất là lớn. Nhưng mà khi ông tin cậy vào Chúa, và chúng ta thấy khi mà tuổi nhỏ của David đó, ông còn trẻ đó, ông để dành nhiều thời giờ để ca hát, tôn ca Chúa và ông biết đàn. Cho nên Chúa rất là thích vì David có một tấm lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ông là một người chăn chiên, cho nên ông hiểu được cái tấm lòng của ông đối với chiên. Và ông cũng qua điều đó cứ cho ông nhận biết cái tình yêu của Đức Chúa Trời đối với ông và đối với những con chiên của Ngài. Cho nên trong năm mới này, điều quan trọng của chúng ta là hãy để Chúa chăn giữ chúng ta. Hãy tập để chờ đợi Chúa. Hãy tập để cầu nguyện kiêng ăn và tìm kiếm mặt Ngài hơn là chúng ta quyết định theo cảm xúc của chúng ta. Và khi mà một người mà để cho Chúa chăn giữ đó, thì Chúa sẽ khiến, Chúa khiến có nghĩa là Ngài hành động. Nên ở đây chúng ta sẽ học cái cách để nhờ cậy nơi Chúa, có nghĩa là Chúa làm qua đời sống của mình chứ không phải mình làm. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Vì những con chiên đó, mà thật sự đó, nó rất là ít thích nằm. Nó thích đứng không à? Không biết vì sợ hãi hay vì điều gì mà nó không thích nằm. Cho nên ở đây Chúa ví chúng ta là những con chiên. Chúng ta thấy không? Nhiều khi chúng ta không thích yên nghỉ. Chúng ta hết lo cái này đến lo cái kia. Chúng ta toan tính điều này, toan tính điều nọ. Cái đầu của chúng ta nó làm việc liên tục. Và đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta được an nghỉ. Và có một câu nói vui rằng cái người mà không biết thư giãn á, thì người đó than dữ lắm. Thì lúc nào cũng lo lắng, rồi sinh ra buồn bực, rồi sinh ra tức mình, rồi có nhiều điều nó theo sau. Cho nên cái đời sống của chúng ta không có sự yên nghỉ. Và có nhiều người họ nói là họ bận đến nỗi là bận đến nỗi muốn chết luôn. Có nghĩa là bận quá. Và có nhiều người không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để hưởng được những gì mà Chúa ban cho họ. Cho nên ở đây Chúa muốn trong năm mới này chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời để cho chúng ta tập yên nghỉ trong Ngài. Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát. Ngài ban sự yên nghỉ cho dân sự của Chúa. Vì dân Israel họ không có trải nghiệm được điều này. Và Chúa Ngài muốn chúng ta đừng giống như dân Israel mà tập để yên nghỉ. Cái cách yên nghỉ đó là để dành thời giờ đọc lời Chúa, cầu nguyện theo lời Chúa, thờ phượng theo lời của Chúa và làm theo lời Chúa dạy, thì Ngài hành động trong chúng ta, qua chúng ta, với chúng ta, vì Ngài cùng làm việc với các môn đồ. Họ chỉ đi ra thôi, còn việc còn lại là Chúa làm qua họ.
quyền năng dấu kỳ phép lạ đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ chúng ta. Và đây Chúa muốn cho chúng ta nằm ở bên đồng cỏ của Ngài yên nghỉ, vì Ngài chăn giữ, Ngài bảo vệ, đâu còn gì để mà sợ hãi. Những con chiên nó sợ những con thú tấn công nó, và những con chiên dễ bị bắt cóc vì cứ những kẻ trộm cướp đó, nó rình rập để nó bắt chiên. Bây giờ Chúa là đấng chăn giữ, Ngài bảo vệ, mà không những Ngài bảo vệ mà Ngài sai thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh để bảo vệ. Ngài bảo vệ chúng ta bởi hàng rào lửa của Ngài, Ngài bảo vệ chúng ta bằng huyết của Ngài, Ngài bảo vệ chúng ta bằng bóng cánh toàn năng của Ngài. Cho nên chúng ta rất là được an toàn khi chúng ta ở trong sự chăn giữ, có nghĩa là Ngài có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, dẫn đường, nuôi nấng, cung cấp cho chúng ta. Và điều kế tiếp gì? Ngài dẫn tôi. Có nghĩa là nếu mà Chúa chăn giữ thì phải đi theo Ngài. Nếu Chúa chăn giữ chúng ta không theo, có nghĩa là chúng ta không ở trong ràng của Ngài, không ở dưới sự giúp đỡ của Ngài, thì chúng ta đã ra ngoài tầm kiểm soát của Chúa, thì chúng ta trở thành những miếng mồi ngon cho kẻ thù. Cho nên hãy để cho Chúa dẫn chúng ta đi, và Ngài dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh, được sự tuôn đổ của Ngài cho chúng ta, để linh hồn của chúng ta được đã khát. Vì trong chúng ta có một cái sự khao khát. Có nhiều người thì khao khát Chúa, có nhiều người thì khao khát tình cảm, có nhiều người khao khát sự giàu sang, có nhiều người thì khao khát điều này điều kia. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài cho chúng ta đến mé nước sạch của Ngài, mé nước sống của Ngài, mé nước thiên của Ngài, để Ngài làm cho chiên được uống, được thỏa thích bên dòng nước của Chúa. Vì chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta bị uống những cái chất độc, và những người chăn đó khi mà muốn đến một cái chỗ nào để cho chiên đó, người đó phải đến trước kiểm tra thử có những cái độc hại ở đó hay không. Vì nhiều khi có những con rắn độc nó chết thì nó sẽ làm cho nguồn nước bị dơ, hoặc là có những cái xác chết của những con thú khác nó làm cho nguồn nước bị dơ. Thì nếu con chiên nó đến nó uống những cái nước đó, nó sẽ bị bệnh và chết. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi chúng ta là uống những cái độc hại của thế gian này, ngay cả nước uống thật, ngay cả thuốc men, và chúng ta bị uống bởi những cái dòng nước đến từ thế gian, cho nên làm cho đời sống của chúng ta trở nên bệnh tật. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta tin vào sự khôn ngoan của Ngài, tin vào sự dẫn dắt của Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi vào trong mé nước của Chúa, và kinh nghiệm được cái dòng sông sự sống của Chúa là thế nào. Nó tuôn tràn trong chúng ta, nó văng ra cho đến sự sống đời đời. Giống như những người trong Kinh Thánh họ trải nghiệm, như người đàn bà ở Samari, khi mà bà đã được uống cái nước sự sống của Chúa bằng cách là bà tin vào Ngài đó, thì Ngài đổ quyền năng của Ngài và cho bà hiểu được cái sự thờ phượng thật mà Chúa mong muốn. Và Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta. Chúng ta thấy cái linh hồn chúng ta nó bị hao mòn, nó mệt mỏi, nó chán nản, nhiều khi nó muốn bỏ cuộc, nhiều khi nó rối ren, bất an, nhiều thứ lắm. Cho nên Chúa Ngài biết những điều này. Và nếu chúng ta bằng lòng để cho Chúa là Jehovah là đấng chăn giữ chúng ta đó, Ngài sẽ bổ lại linh hồn chúng ta, Ngài bổ sức cho chúng ta, Ngài nâng đỡ cho chúng ta. Kẻ trai trẻ mòn mỏi, người mạnh sức công khôn, ai trong đợi Đức Giê-hô-va được sức mới. Cái nghĩa là mỗi buổi sáng mình dậy mình được sức mới của Chúa để làm những điều Chúa muốn trong ngày hôm đó. Và Ngài dẫn chúng ta vào các lối công bình. Chúng ta thấy cái sự chăn dắt của Ngài không? Chăn giữ của Ngài. Ngài khiến, Ngài dẫn, Ngài bổ lại. Và bây giờ Ngài cho chúng ta đi vào lối công bình. Nếu anh em để ý đó, chúng ta thấy rất là dễ chúng ta quẹo trái hay là quẹo phải mà không chịu đi thẳng. Vì cái tư tưởng của chúng ta bắt đầu nó bị ảnh hưởng bởi những cái ồn ào của thế gian này. Ví dụ bây giờ chúng ta đang đọc Kinh Thánh, nhưng mà sau đó khi chúng ta nói chuyện với một người nào, cái tư tưởng của chúng ta nó bị ảnh hưởng bởi người đó hơn là những gì chúng ta vừa mới đọc từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta bởi tin cậy vào Ngài, và Ngài cho chúng ta dẫn chúng ta vào cái lối công bình vì cớ danh của Ngài, chứ không phải vì chúng ta. Bởi ân điển của Ngài, bởi vì lòng thương xót của Ngài, bởi vì danh của Ngài, cho nên Ngài dẫn chúng ta đi. Và dân Israel nói Chúa muốn dẫn họ đi vào trong nơi Canaan phước hạnh, nhưng mà họ quẹo trái, họ quẹo phải, họ quẹo riết, họ đi vòng vòng luôn. Và khi mà Chúa là đấng chăn giữ đó, thì dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài cung cấp nè, Chúa Ngài cho an nghỉ nè, Chúa dẫn vào mấy nước bình tĩnh nè, Chúa bổ lại linh hồn nè, Chúa dẫn vào các lối công bình để làm gì? Để bởi quyền năng của Chúa mình đi ngang qua trũng bóng chết. Chúa Ngài tôi luyện chúng ta, Ngài cho chúng ta được học lời Chúa, Ngài làm tất cả mọi sự để Ngài cho chúng ta chiến thắng. Ngày hôm nay có nhiều khi, có nhiều người thích Chúa ban cho mình đủ mọi thứ phước, đủ mọi thứ ơn, nhưng mà cứ ở nhà miết, không làm gì cả. Tối ngày mình quanh quẩn với những cái gì mà mình sống thường ngày. Hoặc là có nhiều người bị những nan đề khốn khổ trong cuộc đời của họ giữ họ lại. Vì sao? Họ để cho những điều đó chăn giữ họ, mà họ không để cho Chúa chăn giữ họ. Và khi mà Chúa Ngài làm cho mình, Ngài trang bị cho mình, và nếu anh em đọc Thi Thiên 18, ông David, ông nói rõ hơn. Chúa Ngài trang bị cho ông, Ngài thắt lưng ông, Ngài tập tay ông đánh giặc, Ngài làm cho chân của ông có thể lên nơi cao của mình, giống như con nai vậy. Để chi? Để ông chiến thắng cho Chúa Giê-xu. Cho nên cuộc đời của chúng ta có những lúc trải qua những cái trũng bóng chết, nhưng mà nhiều người chết trước khi chết thiệt. Họ than chết, khổ quá Chúa ơi, buồn quá Chúa ơi, chán quá Chúa ơi, sao Chúa đối xử với con như thế này? Tại sao cuộc đời của con yêu Chúa, tin Chúa mà con lại trải qua rất là nhiều khốn khổ? Thì họ quên cái Thi Thiên 23 này rồi. Vì có những lúc đi qua chứ không có ở đó. Chúa cho Israel đi qua sa mạc, đi qua những đồng vắng, nhưng mà ý của Chúa đâu có muốn, Ngài không muốn họ ở đó. Nhưng mà có nhiều người họ đã chết trong đồng vắng, họ đã làm ngôi mộ của mình trong đồng vắng, mà họ không có đi ngang qua được. Họ thấy nào là thiếu nước, thiếu bánh, thiếu thịt, thấy kẻ thù và bắt đầu than vãn, oán trách. Chứ họ không để Chúa dẫn dắt cho trọn con đường của họ đi. Và chúng ta thấy những sự than phiền, lầm bầm, oán trách lãnh đạo, oán trách Chúa, nó làm trình trệ cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của Israel. Và Chúa hứa rằng họ có đi qua trũng đó, Chúa đang đi với họ mà. Ban ngày trụ mây, ban đêm trụ lửa, Ngài ở với họ 24/24. Họ cần cái gì, Chúa đáp ứng cho họ cái đó. Chúa chăn giữ họ, nhưng mà họ không hiểu, không tin cậy vào Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta đọc Thi Thiên này nhiều lần, chúng ta có rơi vào trong tình trạng giống như dân Israel không chịu để Ngài chăn giữ không? Hay là chúng ta đồng ý để Ngài chăn giữ? Và nếu Ngài chăn giữ thì tất cả những cái này nó tự động được phát lộ ra trong đời sống của chúng ta. Và cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì khi Ngài chăn giữ thì Ngài an ủi chúng ta. Vì có những lúc chúng ta có chịu sự sửa dạy của Chúa. Và người ta nói cái cây trượng là cái cây dài, còn cây gậy là cái cây mà nó có móc. Cho nên cái cây gậy đó người chăn chiên dùng để kéo con chiên trở lại trong đường lối của mình. Ngày hôm nay có những lúc chúng ta đi ra khỏi đường lối của Chúa, Chúa kéo chúng ta trở lại. Nhưng mà nhiều khi Chúa kéo chúng ta trở lại, chúng ta bực mình nha. Chúng ta muốn đi con đường của mình đi, không muốn đi con đường của Chúa. Nhưng mà những người nào đã trải nghiệm những ngày tháng ra khỏi Chúa, đau khổ, tổn thương, người đó không dám đi ra nữa. Có một con chiên ở trong bầy, nó rất là thích đi ra ngoài. Và người chủ biết cái ý của nó. Một ngày kia khi thả con chiên nó đi ăn, nó lén, nó trốn ở trong một cái chỗ để cho tất cả chiên theo cái người chủ đó về, còn nó ở lại tại đó. Nó vui sướng, nó nhảy nhót, nó cảm thấy cuộc đời của mình được tự do, bây giờ không có ai chăn giữ mình nữa hết. Cho nên mình tha hồ muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà vui sướng chẳng được bao lâu thì những con sói đó, nó nghe được mùi của những con chiên này và bắt đầu nó tới để bắt con chiên này. Nhưng mà vì có người chăn biết rồi, người chăn cho những con chiên đó về nhà hết, xong thì đến để gần cái con chiên đó, để bảo vệ con chiên đó. Và khi muông sói đến thì con chiên bắt đầu rất là run rẩy, sợ hãi giữa bóng đêm lạnh lẽo, và bây giờ không biết làm sao để trở về vì trời rất là tối. Nhưng mà người chăn chiên đang ở tại đó, và sau đó thì người chăn chiên đó đã đến và bồng ẩm con chiên đó, đem trở về lại chuồng. Và từ đó con chiên đó luôn luôn đi giữa bầy, không bao giờ dám đi ra ngoài nữa. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta mong muốn sự tự do, nhưng mà sự tự do của chúng ta là mồi cho sói, cho beo,
cho con. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta biết có những lúc Chúa dạy dỗ trên đời sống của chúng ta, Chúa kéo chúng ta lại. Hãy tập để Ngài chăn giữ hơn là mong muốn mình tự chăn giữ cuộc đời của mình, vì mình không thể làm được. Và đây, khi mà Chúa chăn giữ thì Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Chúng ta thấy những người mà được Chúa chăn giữ đó, cuộc đời của họ bắt đầu được Chúa cung cấp và được Chúa ban ơn. Thay vì kẻ thù ăn lương thực của họ, bây giờ họ là cái người được no nê, kẻ thù bị đói. Cho nên Chúa luôn luôn thưởng cho những người để Ngài chăm giữ. Có những lúc họ trải qua những trũng bóng chết, nhưng mà không có một tai họa nào đến cùng họ. Vì sao? Chúa gìn giữ họ. Và Chúa sẽ làm cho họ được phước, được ơn, được chiến thắng trước mặt kẻ thù của mình. Chúa nói Chúa làm cho những người mà yêu mến Chúa được no nê, kẻ thù thì bị đói khát. Những người yêu mến Chúa, Chúa sẽ làm cho họ được vinh hiển, còn kẻ thù của họ bị sỉ nhục. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để Ngài chăn giữ, và không cần thiết để đối diện với kẻ thù, mà ở trong sự chăn giữ của Chúa thì Ngài sẽ chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng chúng ta, cãi cọ cùng kẻ cãi cọ chúng ta. Có một người chị em, cô mới tin Chúa, và sau đó thì cô có cái sự bất bình với người khác, và cô có một cái sự cãi vã rất là dữ dội. Thì tôi khuyên cô không nghe. Cho đến lúc cô hết giận rồi, tôi bắt đầu nói chuyện với cô. Cô nói, tại chị không có nói với em. Em cứ nghĩ Chúa là rất là hiền từ, nhân lành, cho nên Chúa không bao giờ xử cái người này đâu. Cho nên bây giờ em phải xử cái người này, vì cái người này như thế này thế kia. Cho nên chúng ta không biết Chúa là đấng binh vực chúng ta sẽ tự binh vực mình. Nhưng mà nếu chúng ta biết Chúa là đấng binh vực mình, Ngài sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Và Kinh Thánh chứng minh điều này. Cứ sức dầu cho đầu tôi. Những con chiên á, những người chăn chiên phải luôn sức dầu cho con chiên, mà họ có một cái dầu rất là đặc biệt để bảo vệ khỏi những con bù hông, khỏi những con ruồi mồng đó. Vì cứ những cái con ruồi đó nó đẻ trứng vào trong cái lỗ mũi của con chiên đó, thì bắt đầu nó sẽ sinh ra những con giòi, và nó ăn từ từ lên trên não, và nó làm cho con chiên nó bị chết. Cho nên người này, những người chăn chiên, họ luôn luôn sức dầu để bảo vệ những con chiên đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúa ngày sức dầu cho đầu của chúng ta, vì đầu của chúng ta là nơi bị tấn công nhiều nhất. Những tư tưởng ma quỷ luôn luôn nói vào tai của chúng ta, nói vào tư tưởng của chúng ta, nói dối về Chúa, nói dối về người khác, và nó nói dối về chính mình luôn. Cho nên chúng ta nghe nó. Và đây là một điều để chúng ta để ý nè. Chúng ta có ơn để nghe, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng cái lỗ tai của chúng ta để nghe Chúa, mà chúng ta nghe ma quỷ. Ví dụ, nó nói trong đầu của chúng ta, mày chửi con nó đi, mày không chửi bữa sau nó sẽ ăn hiếp mày. Chúng ta nghe liền, chúng ta đáp ứng liền. Mày không nói, nó cho mày là ngu. Thế là chúng ta nổi giận lên, bắt đầu chúng ta chiến trận. Cho nên xin Chúa ngài cho dầu của Chúa, dầu tươi mới của Chúa đổ trên đầu của chúng ta, bảo vệ những cái tư tưởng mà ma quỷ nó đưa những cái trứng của nó vào, để trở thành những con giòi bắt đầu ăn từ từ đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy những sự cay đắng và giận dữ, đó là những con virus vô cùng nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn là COVID-19, vì nó bắt đầu nó ăn mòn đời sống của chúng ta, ăn mòn linh hồn của chúng ta, ngăn trở của chúng ta được phước, ngăn trở chúng ta hầu việc Ngài. Cho nên xin Chúa gìn giữ đầu của chúng ta bởi sự dầu tươi mới của Chúa. Làm sao để nhận được dầu tươi mới của Chúa? Ở trong lời của Chúa, đọc lời của Chúa, cầu nguyện theo lời của Chúa, hát theo lời của Chúa. Để dành thì giờ, có những cái chúng ta không giải quyết được, hãy để dành thì giờ kiên ăn cầu nguyện. Và ông David, ông là một trong những người kiên ăn cầu nguyện. Và khi mà Chúa chăn giữ chúng ta, những cái phước hạnh nó sẽ đến như vậy đó. Thì ở đây nói gì? Chén tôi đầy tràn, chén của sự cứu rỗi đầy tràn, chén của cơ nghiệp đầy tràn. Trước hết để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Nhưng mà thường chúng ta thích mọi điều ấy nữa, mà chúng ta lại không biết trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có một lần kia tôi cầu nguyện, và trước đây tôi bị cái bệnh gọi là dị ứng, nó ngứa, là mỗi lần mà ăn thịt gà, ăn thịt bò, ăn tôm, cái gì mà ngon là ăn vào là thôi, nó ngứa một cách rất là kinh khủng. Và hôm đó tôi đang cầu nguyện,
Tự nhiên tôi cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa đến trên tôi. Và tôi cảm nhận sự chữa lành của Ngài. Và lúc đó tôi bị một cái răng, tôi đi nhổ, cái răng khôn đó. Ông bác sĩ ông nhổ làm sao mà tôi có thể rờ và thấy cái xương của hàm của tôi đó, nó đưa ra. Tôi không biết ông làm mẻ hay là như thế nào, tôi không biết. Nhưng mà ngay giờ phút đó, đó Chúa chữa lành cái đó. Và tôi rờ vào không còn nữa. Và sau đó thì tôi bước ra khỏi phòng. Con của tôi nó đang ăn gọi là ham chicken. Và nó nói ngon lắm mẹ. Thế là nó đưa vào tôi thì tôi không phản ứng kịp. Cho nên tôi cũng há miệng ra và ăn. Sau đó tự nhiên tôi nhìn cái vào trong cái túi đựng thịt đó. Tôi thấy được là chicken ham là thịt gà. Tôi vội vàng nhảy ra, chạy đến cái thùng rác và tôi nhả ra. Tôi nói con có biết là mẹ không có ăn được cái này không? Ngay lúc đó Chúa nói với tôi rằng con ăn được. Tôi nói với Chúa, con đồng ý với Ngài, cảm ơn Chúa. Hôm sau là Chủ nhật, tôi nói với con tôi, hai mẹ con mình đi ăn buffet của Trung Quốc. Mà anh chị em biết Trung Quốc thì đa số họ nấu là toàn là thịt gà là nhiều. Và sau đó tôi ăn thì tôi nghe nó nóng hai cái vai của tôi. Tôi nói với Chúa rằng Chúa đã chữa lành cho con tin điều này. Và sau đó ngày hôm sau thì chồng tôi dẫn đi ăn ở trên Golden Crow, thì tôi lấy một miếng thịt gà thiệt là to. Ông nhìn tôi, ông nói em ăn được không? Tôi nói dạ được, Chúa chữa lành cho em rồi. Và cảm ơn Chúa, từ đó tôi không còn bị dị ứng thịt gà nữa. Và Chúa đã chữa hoàn toàn, không còn bị ngứa nữa. Và những lần khác khi tôi ăn cá, tôi bị ngứa, tôi nói Chúa ơi, Chúa đã chữa cho con một lần rồi, Chúa cũng sẽ chữa cho con lần này. Cho nên con công bố trong danh Đức Chúa Giêsu, con không bị cái đó nữa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta để được phước trong đời sống thuộc thể cũng như đời sống thuộc linh. Và đừng quên có những lúc Chúa cũng cho chúng ta trải qua những sự thử nghiệm, sự khó khăn giống như ở trong câu số 4. Và bây giờ khi mà chúng ta để cho Chúa Ngài chăn giữ đời sống của chúng ta, cái câu cuối cùng có nhiều anh em thích, thì tôi cũng rất là thích cái câu này. Có nghĩa là tất cả những gì mà Chúa Ngài làm cho chúng ta đó, mục đích của Ngài là gì? Để cho phước hạnh và sự thương xót của Ngài theo chúng ta trọn đời chúng ta. Và đây Kinh Thánh dùng chữ là quả thật, có nghĩa là chắc chắn cái điều đó nó sẽ xảy ra. Và những điều mà Chúa ban cho phước hạnh và sự thương xót, mục đích để làm gì? Cái câu cuối cùng là quan trọng. Đó là sẽ được ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đời đời, Chúa muốn chúng ta ở trong sự nghiện của Chúa, ở trong sự giúp đỡ của Chúa, ở trong sự chăn giữ của Chúa, ở trong nhà của Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm Thi Thiên 23 một cách phước hạnh lạ lùng trong năm 2023 này. Chúng ta thấy 23 dành cho 2023 một cách tươi mới, một cách rất là quyền năng. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn của Ngài giúp đỡ cho chúng ta đầu phục Chúa, để Ngài nắm lấy tay của chúng ta và dẫn chúng ta đi suốt cái hành trình từ nay cho đến khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.